di thức và đám dân chủ phía Nam tâm thần hoang tưởng. Facebook Hưng Tiến Lê, người đã trực tiếp chat với nhà dân chủ, người huấn luyện truyền thông cho làng dân chủ là Phạm Thị Đoan Trang, mới đây tiết lộ một phần nội dung giữa anh ta với bà Trang. Trong đó bà Trang không tiếc lời xì vả Trần Huỳnh Duy Thức là hoang tưởng, tác phẩm được ca tụng như tư tưởng yêu nước vĩ đại của Thức, chỉ đáng trình độ sinh viên, khoa kinh tế lên án phong trào trong dân chủ phía Nam vì quá ngưỡng mộ Trần Huỳnh Duy Thức nên bỏ cả biểu tình phản đối fumoza mà tập trung hết truyền thông vào việc diễn xiết vì thức đang tuyệt thực. Đây không phải là lần đầu Đoan Trang thể hiện thái độ coi thường, đánh giá thấp Trần Huỳnh Duy Thức, thủ lĩnh nhóm chấn hưng nước Việt, kẻ viết cuốn Con đường Việt Nam và chủ của hàng loạt blog gây chấn động làng dân chủ, khiến ông ta nhập kho với án khủng 17 năm tù trong nhóm kín điều hành trang nhật ký yêu nước, Đoan Trang từng bình luận tương tự về chức tác của Trần Huỳnh Di Thức chỉ xứng tâm với sinh viên kinh tế, đã bị đàn en tiết lộ ra bên ngoài với bình phẩm đánh giá Đoan Trang là kẻ hẹp hòi, ích kỷ, thích chê bai và hạ bệ người nổi tiếng hơn mình. Hài hước ở chỗ là Đoan Trang chính là người tham gia đưa bố đẻ Thức là ông Trần Văn Huỳnh vào dạy dỗ hai đứa cháu của Thức trên hành trình vận động chính khách Mỹ, châu Âu can thiệp trả tự do cho Thức. Đoàn trang chê cụ Huỳnh lẫn trong khi thời điểm đó chính cô này và làng dân chủ bu vào ca tụng tài nói tiếng Anh lưu loát và sự minh mẫn thông kiệp của cụ Huỳnh trên hành trình vận động tự do cho con trai ra sao. Đây là bằng chứng cho thấy giữa truyền thông tâng bốc nhau và trong tâm can các nhà dân chủ khác xa nhau một trời một vực. Nếu không phải đệ tử, đồng bọn thân tín, người hợp cạ sẽ không có cơ hội thấy được bộ mặt thật của họ đằng sau lời mỹ miều ca tụng đồng bọn trên truyền thông cũng có thể đoàn trang phải làm nhiệm vụ dẫn dắt ông huỳnh và hai đứa cháu của ông thức, thực tâm cô ta mong cho thức ở tù càng lâu càng tốt cho cô ả à trăng. Không có kẻ cả cạnh tranh viết sách chính trị, tranh giành ảnh hưởng làm thủ lĩnh với cô ta trong làng dân chủ. Dù sự thật như thế nào thì cũng cho thấy đoàn trang là thể loại vừa xấu người vừa xấu nết ấy vậy mà khá nhiều fan trong làng dân chủ đang tung hô các cuốn sách sao nấu kiến thức cơ bản về chính trị mà bất cứ người có đôi chữ tiếng Anh nào đều có thể tìm thấy cả mới trên mạng internet cho thấy trình độ kiến thức của cái làng dân chủ này thật tham hại. có lẽ nhờ đó mà kẻ thất thế bị làng báo thải loại như Đan Trang được Nguyễn Văn Đài gửi gắm cho Việt Tân huấn luyện mấy năm này có chút chữ nghĩa thì cố công tìm lời ca tụng tạo danh tiếng hư ảo từ đội quân vô phèn này để sống nốt phần đời vô dụng của mình